Rồi, chào quý anh em nha. Bây giờ là 10 giờ, mình ra ngoài cửa hàng nha anh em nha. Thì sáng giờ là có nhân viên trả lời khách tè le hết rồi. Mà nó kêu anh Đạt ra nhanh đi, bây giờ em không trả lời nổi tin nhắn của khách. Anh em nhìn nè. Anh em thấy sao? Mở luôn, còn một đống luôn nha. Bên Facebook rồi các kiểu nữa. Là anh em mua nhiều quá bây giờ là không có thể nào trả lời nổi. Mà bây giờ tình hình là mình đang đang sợ, đang căng rồi em ơi. 100 cái cùng đi mà anh em mua cỡ đó là sao đủ bán đây. Nói thật nha. Này bây giờ căng quá căng rồi thì anh em tranh thủ giúp Đạt. Còn nếu mà thiếu á, thì chịu thôi. Còn bây giờ là tình hình là đang rất căng. À, không biết là có đủ hay không trong buổi sáng ngày hôm nay, tại vì tối hôm qua là mình đăng lúc 9 giờ hơn là tới 11 giờ mình chốt là đã rất là nhiều đơn rồi, khoảng ba bốn chục cái rồi, mà bây giờ là buổi sáng mở mắt dậy là thấy một mớ nữa là mình cũng không biết là có đủ hay không rồi đó. Mà mình nghĩ đâu là 100 cái này mới phải phục vụ cho anh em được 2-3 ngày, mà bây giờ chắc trong một buổi là không đủ để bán luôn. Thì anh em chúng ta mua thì anh em tranh thủ giúp cho Đạt, còn khi nào hết thì mình sẽ lên clip cho anh em, còn hiện tại vẫn đang chốt chưa biết là hết hay không, thì anh em chốt thì anh em tranh thủ giúp cho Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều, không nghĩ là cái sản phẩm được anh em ủng hộ nhiều như vậy. Thì một cái cùng xi nhan của Rim Thái này mức giá chỉ có 200 ngàn thôi, hàng loại một nha anh em nha, bao cho anh em lên xe cực kỳ đẹp chua nhắc nè. Này thì anh em nào bị hư thì anh em mua, hoặc anh em nào bị xấu bị bể hoặc là bị bạc màu thì anh em mua về anh em phục hồi, anh em gắn vô cho đẹp, chứ còn cái này mà đem phục hồi không biết phục hồi sao, tại vì nó bạc màu nhựa mà phục hồi không hết được nha. Rồi cảm ơn quý anh em rất là nhiều.